Xin kính chào quý vị khán thính giả. Chương trình Thế giới trong tầm tay hôm nay lại trở lại với quý vị, tiếp tục với câu chuyện của kỳ trước. Chúng tôi có mời được Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng từ bên Nhật sang đây, và có cả ông Ngô Nhân Dũng, đó là hai vị đã có nhiều trao đổi trong các chương trình kỳ trước. Và thực sự thì tôi cũng xin được giới thiệu một chút xíu về Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng, về cái cơ duyên nào tôi gặp lại thầy ở bên Nhật. Và lúc khi mà gặp nhau thì quả thực rất là ngỡ ngàng, từ vai vế của một người bạn tôi chuyển sang đến là một cái xưng hô đã khác. Vì thực sự khi mà người bạn tôi khoác áo của vị tu sĩ bên Nhật Bản thì cái lý do mà tôi cần phải tôn trọng qua cái áo đó, thành thử chúng tôi lúc nào cũng xưng hô là thầy và tôi. Và đó là những cái câu chuyện của hai người bạn cũ và chợ gần gặp nhau lại trong một cái cơ duyên hoàn toàn khác. Và thực sự khi mà tôi gặp được Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng, một câu nói của thầy đã làm cho tôi bừng tỉnh rất là nhiều. Khi mà thầy nói với tôi, ông có biết không, tôi đi tu được là tôi nhờ không vào ba tánh, tôi không cần nhờ vào ba tánh nữa. Thì điều đó đã khiến cho tôi tu tập rất là thoải mái, và nó trở thành một cái câu chuyện là xong việc đời và bây giờ tôi lo việc đạo. Thì câu nói của Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng đã giúp tôi cũng thay đổi về cái suy nghĩ của tôi khá nhiều về cái Phật giáo Nhật Bản cũng như Phật giáo Việt Nam, về những suy nghĩ của mình về một tôn giáo lớn trên thế giới này. Và ngày hôm nay thì chúng ta tìm hiểu thêm một đôi chút về tông phái Tịnh Độ Tông mà Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng đã theo. Thì thưa thầy, thì trong một cái cơ duyên như thế nào, thầy đang từ một sinh viên trở thành một người đã đi làm ở bên Nhật và sinh sống ở bên đó cho đến bây giờ, là thầy đã ở bên đó tất cả hơn 40 mấy năm, và cái cơ duyên nào đã giúp thầy đã thay đổi một cái quan niệm sống và trở thành một vị tu sĩ? Vâng, dạ thưa anh Thắng, thưa ông Ngôn Dân Trọng, thưa quý vị, thì tôi là được sinh trưởng trong một gia đình mộ Phật giáo, và rất may là lúc mà tôi sang Nhật thì Hòa Thượng Saito bảo lãnh cho tôi qua Nhật. Từ đó tôi lúc nào cũng tôn trọng và theo Hòa Thượng Saito. Hòa Thượng Saito thì cũng có dịp sang chùa Vĩnh Nghiêm ở mình trước năm 1975 nhiều lần. Thì Hòa Thượng cũng biết về Việt Nam, thành ra Hòa Thượng cũng rất thông cảm với những người Việt Nam mình. Rồi sau lúc mà đi học thì tôi vẫn đến chùa, vẫn tìm hiểu Phật giáo. Và đến năm 40 tuổi thì tôi học trong vòng khoảng 3 năm thì tự học, thì đạt được cái bằng giáo lý của bên tông phái Tịnh Độ. Dạ, tôi xin lỗi Hòa Thượng. Hòa Thượng cho biết là người bảo lãnh Hòa Thượng sang Nhật đi học là thầy Saito. Và nhưng mà có lẽ cái đó có thể khiến khán giả hiểu lầm rằng là Hòa Thượng được bảo lãnh sang Nhật để đi tu, nhưng mà không phải như vậy. Hòa Thượng đi học ở trường ngoài, và Hòa Thượng học ở đại học và học môn gì, xin nói qua cho khán giả biết. Vâng, thì tôi học ở bên Osaka, và tôi học không có một cái ngành không có dính gì về với Phật giáo cả, là ngành kỹ thuật kỹ sư điện tử. À, vậy tức là cái nghề chính là kỹ sư điện tử, chứ không phải là sang Nhật để đi học Phật giáo. Vâng. Thưa xin thầy kể tiếp, năm 40 tuổi đi nghiên cứu Phật giáo. Vâng, thì sau khoảng chừng 3 năm thì tôi đạt được cái bằng giáo lý. Nhưng lúc đó chưa có điều kiện để mà đi tu gì cả. Vâng, tại vì mình còn phải lo sinh kế cho mình rất nhiều điều. Dạ. Thì đến năm gần cái ngày mà về hưu thì bắt đầu tôi mới vào các cái đạo tràng. Thì những cái ngày đạo tràng đó vào khoảng chừng có khi ngắn thì một tuần, dài thì hai tuần, ba tuần. Thì ở đạo tràng hầu hết cũng học giáo lý nhưng ít, học về nghi lễ và tụng kinh thì nhiều. Tôi xin lỗi, trong khoảng thời gian từ cái lúc đi học cho đến lúc mà gần tuổi về hưu đó, Hòa Thượng có lập gia đình, có con cái hay gì không? Vâng, tôi vẫn như mọi người thường, vẫn sống một đời sống người thường, vẫn lập gia đình, vẫn đi làm, vẫn lãnh lương như thường.
À vâng. Thực sự thì cá nhân Thắng, Thắng cũng có dịp học ở Nhật. Thì thời gian học ở Nhật đó, thì cũng có sự để ý đến tôn giáo. Và trong đó dĩ nhiên là Phật giáo là một trong những cái tôn giáo mà cá nhân Thắng rất là thích thú. Và được biết là có một cái điểm là nhiều người hay hỏi là các vị sư ở Nhật là Tân Tăng hay là Cựu Tăng, vân vân. Thực sự thì ở Nhật Bản thì họ không có phân biệt Tân Tăng và họ cũng không có Cựu Tăng, mà họ chỉ là cái giới tăng sĩ. Và cái giới tăng sĩ đó, như mà anh Ngô Nhân Dụng vừa mới hỏi Hòa Thượng Thích Tôn Hùng về cái chuyện gia đình đó, thì cá nhân Thắng được biết thì cái chuyện mà các tăng sĩ ở bên Nhật có gia đình mà vẫn đi tu thì có cả ngàn năm nay rồi, chứ không còn là một cái chuyện mà một hai năm trước giải cải cách gì cả. Và đó cũng là một cái sự khác biệt rất là lớn giữa các tôn giáo Phật giáo của Nhật Bản so với Trung Hoa cũng như so với Việt Nam và so với Đại Hàn. Thế thì Hòa Thượng Tấn Hùng đã theo Tịnh Độ Tông và đã nghiên cứu, đã trải qua các cuộc thi về giáo lý, rồi sau đó tham dự các đạo tràng và cuối cùng được công nhận là một vị tăng sĩ. Thì như vậy ở bên Nhật đó, một vị tăng sĩ sẽ đi ra xây chùa, lập ra rồi thì là chờ các Phật tử tới, hay là người ta có chùa sẵn để thầy đến dự, giống như là các nhà thờ Tin Lành ở đây, hay là làm sao mà ông sư lại có thể mà có chùa được, có chùa được mà làm việc ở chùa được? Vâng, thì nói về chùa ở Nhật thì đầu tiên là tài sản chùa là không phải của cá nhân mà là của tông phái. Và trên nguyên tắc là tông phái cử về cái chùa đó quản lý, trụ trì, rồi sẽ chịu cái sự quản lý trên nữa là của tông phái, chứ không có phải làm cái gì hết. Và cái tiền mà thu nhập vào chùa thì là vào chùa, cái vị sư đó sẽ được lãnh lương. Lãnh lương ai quyết định cái số lương? Vâng, tông phái. Tông phái quyết định. Họ quyết định. Và cái số lương họ lãnh thì vẫn phải đóng thuế income. À, đóng thuế cho chính phủ như là một người thường. Chính phủ Nhật họ không có. Nhưng mà cái tiền mà vượt qua chùa thì là được miễn thuế. À vâng. Vâng. Cái đó là rất là lý thú. Có lẽ chúng ta cần phải nghỉ độ vài phút. Sau đó chúng ta sẽ trở lại để hỏi tiếp Hòa Thượng Tuấn Hùng về cái đời sống của một cái vị tu sĩ ở bên Nhật và cái ngôi chùa của ông. Trở lại cái chương trình của chúng ta thì qua cái câu chuyện mà giữa anh Ngô Nhân Dụng với thầy Tuấn Hùng vừa mới trình bày đó, làm tôi chợt nhớ đến một cái câu chuyện mà ở bên đó khi tôi được biết về các tôn giáo Phật giáo ở bên đó. Đặc biệt anh là nếu mà chúng ta cảm thấy buồn chán, thất tình lục dục chẳng hạn, và chúng ta khi tìm đến cửa Phật thì cái chuyện đó không có trong cái Phật giáo Nhật Bản. Anh phải là người hạnh phúc, anh phải cảm thấy anh thích thú và anh yêu đời sống thì mới được gọi là chọn con đường tu sĩ. Con đường Phật giáo của Nhật Bản không phải là nơi mà cái cửa chùa để mà cho cái người mà trốn lánh sự đời. Thành nó khác hẳn. Thành đó là một trong những lý do tại sao khi thời gian Thắng học ở Nhật đó, thì Thắng mới nhận thấy được cái điều đó là người Nhật họ quả rất là thực tế. Họ thực tế ngay từ trong tôn giáo. Họ nhận cái triết lý của tôn giáo và họ hành cái tôn giáo, và cái hành của họ là gì? Họ nhập vào cái thực tế, thực tại để giải quyết vấn đề. Thì đó là một trong những cái điểm mà Thắng cảm nhận được khi thời gian ở Nhật. Như vậy thì như Hòa Thượng vừa mới trình bày là vị sư được cái tông phái của mình, giống như ở đây gọi là giáo hội, thì cái tông phái của mình thừa nhận là có đủ khả năng và tư cách để mà trông coi một ngôi chùa. Thì cái tông phái đó sẽ đề cử vị sư đó vào trụ một ngôi chùa, trả lương giống như là một người làm việc và đóng thuế như tất cả mọi người. Thế thì cái lợi tức của cái chùa đó, làm sao mà người ta có đủ lợi tức để cho tông phái để mà trả lương các vị sư? Vâng, thì hầu hết là do những Phật tử hay là những hảo tâm họ cúng dường, và thêm một cái thu nhập là do họ làm đám này nọ thì họ có, hay là những cái ngày mà Vu Lan họ làm thì rất là lớn. Và
Và như vậy Phật tử ở Nhật Bản họ cũng thường đến chùa vào những cái ngày lễ lớn của Đạo Phật và vào những ngày tang ma. Còn chuyện mà đám cưới thì không? Không, đám cưới thì họ đến thẳng. Đến thần đạo. À, đến nhà thần xã, cái chỗ đền thờ của thần đạo. Vâng. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu được. Bây giờ đến một cái thắc mắc là tại sao mà Tịnh Độ Tông ở Nhật Bản lại cho phép các vị tăng sĩ có thể có vợ con và được ăn mặn, trong khi Tịnh Độ Tông ở Việt Nam hay ở Trung Quốc chẳng hạn thì lại cấm cái đó? Vâng, thì nói về dòng lịch sử thì hồi nãy chúng tôi có dịp nói là khi mà Phật giáo đến Nhật Bản thì lúc đó là vào cái giai cấp mà quý tộc, thì lúc đó họ có lập gia đình hết rồi. Thì không, họ không bỏ gia đình họ được. Vì vậy họ đi tu, người ta cái tập quán đó là từ ngày xưa và cứ tiền nối cho đến bây giờ. Vâng, và họ vẫn quan niệm là người tu sĩ vẫn có vợ và họ không có đặt thành một cái vấn đề gì lạ cả. Thì như vậy có sợ là nó có khó khăn trong cái việc mà mình trở thành một người tu sĩ thuần túy hay không ạ? Vâng, tôi không hiểu là thuần túy nghĩa là như thế nào. Họ chỉ là tu sĩ ở Nhật đấy, họ cũng có quan niệm là một vị sư là đứng ở trên, mà họ quan niệm ngang hàng với cái Phật tử. Ngang hàng với Phật tử. Nếu mà nói ra thì có thể nôm na thì mình đã hiểu là như một ông thầy đứng ở trên bục giảng trường trung học với 10 người học trò vậy thôi. Tức là ông ấy đóng vai một vị sư vì rằng cái hiểu biết và cái khôn ngoan của ông ấy trong cái giáo pháp đạo Phật cao hơn người ta. Ông có thể ông ấy chỉ cho người ta. Và cái điểm đó là với cá nhân Thắng, cái nhìn của Thắng thì như thế này. Là ở bên Nhật thì có những cái tông phái là quý vị đi tu sĩ có thể lập gia đình. Thế tuy nhiên cũng có những tông phái là không có lập gia đình, cái giới luật của họ không lập gia đình. Thế tuy nhiên tất cả những cái chuyện lập gia đình hay không lập gia đình, nó ăn thua cái bản thân của cái người đó quyết định. Nếu mà anh quyết định anh không lập gia đình thì anh tích thu theo tông phái A. Nếu anh muốn có gia đình thì anh vẫn theo tông phái B. Nhưng mà hai cái nó không có gọi là cái mâu thuẫn với nhau. Thành đã ăn thua cái bản thân của người đã khấn nguyện là muốn cái điều gì. Muốn là nhập thế để cứu đời hay là muốn đi vào một cái dòng tu mà gọi là không có lập gia đình. Thành thử cái người Nhật thì họ thấy cái chuyện đó nó dễ dàng. Và khi thời gian mà Thắng ở bên Nhật tất cả 9 năm đó thì cái nhìn của Thắng đó, một trong những lý do mà anh thấy khi mà Thiên Chúa Giáo La Mã đó đi vào được với người Việt Nam, đi vào được với Trung Hoa, đi vào được với người Đại Hàn, nhưng rất là khó khăn đi vào với người Nhật. Cái lý do anh sang Nhật mà anh kiếm được một nhà thờ Thiên Chúa Giáo hoặc là Cơ Đốc Giáo đó rất là khó. Thế tuy nhiên thì nếu mà nhìn kỹ lại cái cách tổ chức của Phật giáo Nhật Bản đó, thì anh thấy ngay bây giờ nó không khác gì những cái vị mục sư, những nhà thờ Tin Lành hoặc những nhà thờ chính thống giáo hoặc là những nhà thờ Thiên Chúa Giáo La Mã. Và những điều đó đã làm cho người Nhật họ Thắng ngày xưa Thắng ở bên Nhật Bản, Thắng có thời gian đi làm phủ cao ủy tị nạn và đến gặp những vị các vị thầy cũng như các vị linh mục đã giúp người tị nạn, và họ vẫn chơi với nhau tín đồ Phật giáo nhưng mà đến nhà thờ. Và sau đó đến nhà thờ giúp đủ thứ chuyện, nhưng mà sau đó họ lại về nhà. Họ vẫn là con người của Phật giáo hoặc là con người của thần đạo, nhưng mà họ có thể đến với nhau một cách gọi là rất là khoan dung và rất là gọi là có thể làm chung một việc cho tập thể. Thì cái điều đó rất là hay. Xin hỏi thầy Tuấn Hùng thêm một cái điều nữa là hiện nay đó, ở nhiều nơi trên thế giới, cái nước nó càng gọi là tiến bộ về vật chất bao nhiêu đó thì cái số người đi tu càng giảm, và có nhiều nơi người ta thiếu, ví dụ như là các tăng sĩ, các mục sư hay là linh mục. Thì ở Nhật Bản có xảy ra tình trạng đó không? Vâng, thì Nhật Bản cũng vẫn vậy. Vâng, thì nói về các tăng sĩ Nhật thì thường thường ấy là ở cái thời Chúa Tokugawa đặt ra cái chỗ đăng ca là mỗi gia đình ấy là phải thuộc về một cái ngôi chùa nào đó. Và mộ sẽ để ở cái ngôi chùa đó. Tức là ông Tokugawa rất là khôn, là dùng tôn giáo để mà kiểm soát dân nữa. Thì Thành Thắng thêm một chút xíu ở đây. Ở bên Nhật
nếu trường hợp anh muốn đi tìm một vị gia tiên của anh, tổ tiên của anh không biết, có thể làng xã không ai biết cả, nhưng mà anh đến ngôi chùa đó, chùa sẽ biết là tổ tiên của anh là ai. À vâng. Dạ thưa, chỉ còn có độ 1 phút, 2 phút thì xin hỏi Hòa Thượng Tuấn Hùng một câu chót là ở bên Nhật á, tôi nghe nói rằng người ta không có thích người ngoại quốc. Có nhiều người Đại Hàn sang sống ở Nhật đời cha đến đời con mà vẫn có cảm tưởng như là mình không phải người Nhật. Thế tại sao họ lại chấp nhận có những vị tăng sĩ mà là gốc ngoại quốc như là thầy? Vâng, thì ở ngoài thì có vấn đề kỳ thị nhỏ về tại vì cái lịch sử của đệ nhị thế chiến. Thế nhưng mà khi vào tôn giáo thì họ không có đặt cái đó thành vấn đề nữa. À, như vậy là thầy khi sinh hoạt với các vị tăng Nhật Bản không có một cái khác biệt nào hết. Vâng. Và thì hiện giờ đó thì thầy đang trụ trì ở chùa nào và có thể cho quý vị khán giả biết để khi họ sang Tokyo thì họ đến thăm. Vâng, thì bây giờ tăng tịch của tôi là chùa Nguyễn Sinh Tự Gangseo-ji ở Saitama. Dạ. Rồi, quý vị nếu có thể hiểu được cái tên Nhật Bản đó thì sẽ đến thăm Hòa Thượng Tuấn Hùng. Nhưng mà nếu mà không hiểu được thì có thể vào Google tìm, chắc thế nào cũng ra cái địa chỉ đó. Hòa Thượng có cần muốn nói thêm điều gì với lại khán giả Người Việt TV không? Vâng, thì tôi muốn nói một điều là cái quan niệm của Phật giáo, Phật tử Nhật Bản là theo tông phái nào cũng được hết, mà ăn chay cũng được, niệm Phật cũng được, tụng kinh cũng được, ngồi thiền cũng được. Nhưng mục đích không phải là ăn chay hay ngồi thiền, mục đích là làm sao để mà cái tâm mình nó tĩnh xuống. Cái tâm mình tĩnh xuống thì mình mới làm được điều lành, tránh điều ác. Và khi mà ai cũng làm điều lành, tránh điều ác được thì cái xã hội nó sẽ an thái. Đó là cái xã hội mà người Nhật họ tạo được trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn Hòa Thượng Tuấn Hùng, ông Trần Nguyên Thắng, và xin kính chào quý vị khán giả Người Việt TV. Xin kính chào quý vị khán thính giả.